không quá lời khi nói rằng nếu công nghệ sửa chữa lốp xe của Pakistan được đưa vào trong nước, nhà máy sản xuất lốp xe trong nước có thể phá sản. Thành bên của chiếc lốp này bị hỏng nhưng có thể được sửa chữa hoàn hảo ở Pakistan, bạn có tin được không? Hôm nay với ống kính của tiểu thất hãy xem cách bậc thầy Pakistan đã sửa chữa nó như thế nào nhé. Đầu tiên, anh ấy sẽ dùng máy cắt để cắt và sửa chữa phần cao su ở khu vực lốp bị hư hỏng. Thực tế, tác động không chỉ làm vỡ thành lốp mà còn ảnh hưởng đến lớp kết nối đường dây bên trong làm giảm tuổi thọ của lốp. Vì vậy, khi sửa chữa lốp cần loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn của ảnh hưởng đến an toàn của bề mặt. Sau khi cao su thành bên được tháo ra được làm sạch, chủ sử dụng máy mài tốc độ thấp để mài cao su bề mặt. Bề mặt nhám có thể làm cho diện tích tiếp xúc của liên kết tăng kích thước để cải thiện hiệu quả liên kết của các miếng vá tiếp theo. Sau khi mài, anh tạo các miếng vá để sửa chữa. Những miếng vá này tất cả đều được cắt từ lốp xe bỏ đi rất chắc chắn và bền, do đó có thể kéo dài thời gian dài tổng thể. Sau khi xác định vị trí của miếng vá, anh ta sử dụng máy mài tốc độ thấp để mài lại khu vực đã được sửa chữa. Ở Pakistan, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để sửa lốp là may vá và sửa chữa. Tuy nhiên, theo hiểu biết của tiểu thất, công việc may vá như vậy về cơ bản được thực hiện bởi các bậc thầy người Pakistan có mái tóc trắng. Làm chủ công nghệ sửa chữa hiện nay, thế hệ thạc sĩ trẻ sinh ra ở thập niên 80-90 tin tưởng hơn vào sự kết hợp của công nghệ hiện đại và chất siêu lưu hóa rất hoạt tính và vỏ lốp. Tại đường sắt Pakistan, ngành sửa chữa lốp xe ngày nào cũng bận rộn, nhưng nguyên nhân không phải là chất lượng lốp sản xuất không tốt mà là mỗi chủ xe của đường sắt Pakistan đều chở quá tải. Sau khi khu vực sửa chữa lốp được chà nhám, đã đến lúc bắt đầu mài vỏ lốp để sửa chữa lốp xe. Lớp da của lốp cũng làm cho bề mặt của nó trở nên gồ ghề để diện tích tiếp xúc liên kết lớn hơn. Sau khi miếng vá được đánh bóng, sau đó quét một lớp màu đen siêu bền trên bề mặt lốp xe, chất lưu hóa không phải là keo 502 thông thường mà là một loại cao su. Nếu sửa chữa bằng keo 502, miếng vá rất dễ rơi ra khi lốp được sử dụng ở nhiệt độ cao, ông chủ áp dụng nó một cách cẩn thận. Mỗi góc nhỏ đều được sơn đều. Sau khi tác nhân lưu hóa được sử dụng, anh ta dán một lớp màng thô lên vùng sơn. Màng được sử dụng để bù đắp cho việc lấp đầy, mài và cắt tỉa để nâng cao sức mạnh tổng thể của lốp. Ngoài ra, ông chủ còn sử dụng con lăn để tạo áp suất không khí ngăn chặn bọt khí được tạo ra trong quá trình lưu hóa ở nhiệt độ cao tiếp theo. Việc liên kết của màng thô bên trong đã hoàn tất, sau đó dán các miếng vá lại với nhau và nén chặt bằng con lăn để làm cho cao su ở mặt ngoài của lốp trở nên chắc chắn hơn. Tiếp tục lấp đầy mặt ngoài bằng cao su thô và ấn từng miếng cao su thô trước mắt bạn. Dùng con lăn ấn đi ấn lại nhiều lần, cẩn thận không để nó dính vào mép, từng miếng phải được nối với nhau. Sau khi màng được lấp đầy, có thể tiến hành quá trình lưu hóa ở nhiệt độ cao. Quan trọng nhất, trước khi lưu hóa phải thực hiện công việc chuẩn bị, sử dụng bao cát để nén chặt và cố định nó trên khung lưu hóa rồi buộc chặt bằng dụng cụ. Sau 2 giờ lưu hóa ở nhiệt độ cao, lốp xe bây giờ đã được sửa chữa. Vấn đề đặt ra là liệu bạn có thể đi đường với một chiếc lốp đã được sửa chữa như vậy không?